lại tranh cãi gay gắt về kỷ lục gia Ronaldo giỏi hơn Messi. Tuyển Việt Nam cần tái thiết, nhập tịch chỉ là một giải pháp. Cựu vô địch Thái Lan muốn chiêu mộ tiền đạo tuyển Việt Nam. Quang Hải có thể đổi ý, chưa chắc ra nước ngoài thi đấu. Lại tranh cãi gay gắt về kỷ lục gia Ronaldo giỏi hơn Messi. Ngôi sao lớn nhất của Bồ Đào Nha không thể ghi bàn trong trận ra quân Euro, nhưng cựu thủ môn của Liverpool đang viết diễn tin rằng Ronaldo giỏi hơn Messi, là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Cristiano Ronaldo lại ghép thêm một mảnh lịch sử khác trong sự nghiệp phi thường của mình khi có tên trong đội hình xuất phát của Bồ Đào Nha gặp Cộng hòa Séc. Anh đã lập kỷ lục trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt tại giải vô địch châu Âu lần thứ 6, nhưng tiếc cho Ronaldo chỉ thiếu một bàn thắng để đánh dấu sự kiện này. Chân sút 39 tuổi có những cơ hội tốt nhất với 5 lần dứt điểm mà không thể ghi bàn. Ronaldo suýt nữa đã tạo ra một khoảnh khắc ấn định chiến thắng sau cú đánh đầu giúp Diogo Jota đưa bóng vào lưới, nhưng anh lại ở thế việt vị. Tiếp cho Ronaldo đã chơi rất sung mãn trong chiến dịch vòng loại của Bồ Đào Nha, ghi nhiều bàn thắng nhất, 10 bàn, và rất mong mỏi ghi bàn ở trận ra quân vòng chung kết bất thành. Tuy nhiên, ngôi sao cũ của Liverpool, David James vẫn đánh giá rất cao siêu sao của Bồ Đào Nha, khẳng định Ronaldo giỏi hơn Messi. Thậm chí ủng hộ anh giành chiếc giày vàng dành cho cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Euro 2024. Tương tự lần Ronaldo là vua phá lưới của mùa 2021 với 5 bàn thắng. Thực chất không phải đến bây giờ, Ronaldo và Messi mới là chủ đề tranh cãi về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại mà suốt trong hai thập kỷ qua vẫn chưa có hồi kết. Ronaldo nổi tiếng với mức độ thể lực đáng kinh ngạc và sức mạnh thể chất giúp anh duy trì phong độ đỉnh cao ở tuổi 39. Trong khi đó, Messi là một trong những cầu thủ tài năng nhất trong lịch sử bóng đá. Anh đã hoàn thành bộ sưu tập danh hiệu của mình sau khi dẫn dắt Argentina đến vinh quang tại FIFA World Cup 2022 ở Qatar. David James tiếp tục nhấn mạnh Ronaldo giỏi hơn Messi khi nói với Football Extra: "Vâng, Ronaldo là lựa chọn của tôi cho chiếc giày vàng tại Euro 2024. Và không phải vô cớ tôi nói Ronaldo giỏi hơn Messi. Những đồng đội của Ronaldo nhận xét anh ấy chính là cầu thủ chăm chỉ nhất đã nói thay cho điều gì đó. Tôi thì nghĩ chắc chắn Ronaldo giỏi hơn Messi ở khía cạnh Messi không thường xuyên thể hiện phong độ trong các trận đấu lớn. Hơn thế nữa, tôi thấy cuộc tranh luận về ai là người giỏi nhất đã kết thúc từ lâu. Lionel Messi đã chơi tốt trong một câu lạc bộ, nhưng Ronaldo đã chứng tỏ mình ở nhiều giải đấu khác nhau, trên các lục địa khác nhau bằng cách giành chiếc giày vàng và thông qua những màn trình diễn nhất quán. Ronaldo là hình ảnh của những gì các cầu thủ muốn trở thành. Sẽ không ai bàn cãi Ronaldo có thể là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, nhưng việc riêng khẳng định Messi không nổi bật trong các trận đấu lớn là hơi khắc nghiệt. Siêu sao người Argentina đã ghi hai bàn trong trận chung kết World Cup trước Pháp, giúp đội bóng của anh giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu. Messi cũng đã tỏa sáng cho Barcelona nhiều lần ở UEFA Champions League, bao gồm cả chiến thắng 3-1 của họ trong trận chung kết năm 2011 trước Manchester United. Và một trong những lý do của David James cho rằng Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất nhờ thành công của ngôi sao Bồ Đào Nha ở nhiều giải đấu khác nhau. Theo đó, Ronaldo đã ghi được 765 bàn thắng và có 216 pha kiến tạo trong 1019 lần ra sân ở các giải đấu cấp câu lạc bộ, trung bình 85 phút cho mỗi lần góp công vào bàn thắng. Biểu tượng của Bồ Đào Nha đã đại diện cho nhiều câu lạc bộ trong suốt sự nghiệp của mình: Sporting cổ phiếu, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al Nassr. Anh đã giành chiếc giày vàng châu Âu 4 lần và giành được 7 danh hiệu Premier League 3, La Liga 2 và Serie A 2. Trong khi đó, Messi đã ghi được 729 bàn thắng và có 319 pha kiến tạo trong 882 lần ra sân cho câu lạc bộ, trung bình 69 phút cho mỗi lần góp công vào bàn thắng. Siêu sao từng khoác áo Barcelona có thống kê tốt hơn trung bình so với Ronaldo nhưng ít thách thức bản thân hơn, chỉ đại diện cho 3 câu lạc bộ trong sự nghiệp của mình. Anh cũng chưa hẳn được độ bền bỉ trên sân cỏ như Ronaldo. Mặc dù vậy, Lionel Messi đã giành chiếc giày vàng châu Âu 6 lần. Anh cũng được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 9 lần và đã giành 8 quả bóng vàng, nhiều nhất trong lịch sử. Messi cũng đã nâng cao 12 danh hiệu giải đấu La Liga 10 và Ligue 1-2. Bất chấp những dấu ấn riêng của hai kỷ lục gia bóng đá thế giới, sẽ còn rất nhiều tranh luận ai hơn ai. Đặc biệt khi Messi sắp sửa vào cuộc Copa America đối chọi lại với Euro lần thứ 6 của Ronaldo. Tuyển Việt Nam cần tái thiết, nhập tịch chỉ là một giải pháp. Tuyển Việt Nam cần nguồn lực cầu thủ nhập tịch hòng tìm lại vinh quang là vấn đề được đặt ra trong thời gian qua. Nhưng đây không phải giải pháp tối ưu nhất, trào lưu nhập tịch trở lại. Không phải đến thời điểm này, câu chuyện nhập tịch cầu thủ để nâng tầm tuyển Việt Nam nhằm tranh vé dự World Cup hoặc vươn tầm châu lục mới được đặt ra. Nhiều năm trước, vấn đề này từng được thảo luận rất nhiều. Sau vài năm lắng xuống vì thành tích tương đối ổn, câu chuyện nhập tịch một lần nữa được nhắc lại khi tuyển Việt Nam tụt dốc dưới thời huấn luyện viên Chelsea. Càng nóng hơn khi trào lưu nhập tịch đang quay trở lại khu vực Đông Nam Á với việc Philippines, Thái Lan, Malaysia, đặc biệt Indonesia thành công cùng các cầu thủ nhập tịch hoặc có gốc khác. Tuyển Việt Nam thất bại trước Indonesia ở vòng loại World Cup ASEAN cấp khiến người hâm mộ sốt ruột hơn bao giờ hết, nên không ít lời kêu gọi VFF tiến hành các bước tương tự như đối thủ hòng tìm lại vinh quang.
không phải là giải pháp duy nhất. Dù muốn hay không thì cũng cần phải thừa nhận việc nhập tịch giúp nhiều đội bóng trong khu vực tăng cường sức mạnh một cách đáng kể, từ Singapore, Philippines, Malaysia, Thái Lan trong quá khứ và giờ là Indonesia. Nhưng thành công và bền vững với giải pháp nhập tịch hay không lại rất khác. Singapore, Philippines là một ví dụ rõ nhất ở câu chuyện nói trên khi từng bay cao trong một vài kỳ AFF Cup, nhưng sau này mất hút trước khi quay lại vị thế một đội bóng tầm thường trong khu vực. Sự tụt dốc của Singapore, Philippines sau chu kỳ thành công ngắn xuất phát bởi nền tảng bóng đá gồm nhiều yếu tố cấu thành như giải vô địch quốc gia, đào tạo trẻ. Phong trào ở hai quốc gia này không đủ tiếp tục bay cao như giai đoạn đầu tiên tiến hành nhập tịch. Từ câu chuyện của Singapore, Philippines có thể thấy phương án nhập tịch hoặc tìm các cầu thủ mang dòng máu Việt khắp nơi trên thế giới về khoác áo tuyển Việt Nam chắc chắn chỉ là giải pháp tạm thời, hoặc ít nhất song song với việc xây dựng một nền bóng đá chuyên nghiệp hơn. Có nghĩa, bóng đá Việt Nam vẫn cần chào đón những cầu thủ nhập tịch đủ điều kiện khoác áo đội tuyển quốc gia. Song song đó buộc phải xây dựng lại một cách đồng bộ công tác đào tạo trẻ, hệ thống thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn, điều đó mới tạo được thành công lâu bền. Còn giờ, nhìn gốc rễ, tức bóng đá trẻ chẳng hạn, dù phong trào, các trung tâm đào tạo nở rộ nhưng liệu rằng có bao nhiêu cầu thủ muốn theo đuổi công việc một cách chuyên nghiệp đúng nghĩa? Vậy nên, tuyển Việt Nam cần nhập tịch để giải quyết vấn đề thành tích cũng được, nhưng lâu dài thì chẳng thể bỏ quên câu nói mà cố huấn luyện viên người Áo Ritter từng thẳng thắn: bóng đá Việt Nam sinh nhạc từ nóc. Quang Hải có thể đủ ý, chưa chắc ra nước ngoài thi đấu. Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chưa đạt bất kỳ thỏa thuận nào với các đội bóng nước ngoài và anh cân nhắc cả phương án ở lại Việt Nam. Nguồn tin của VTC News cho biết Quang Hải chưa đạt thỏa thuận với các câu lạc bộ nước ngoài. Consadole Sapporo và Urawa Red Diamonds là hai đội bóng muốn chiêu mộ Nguyễn Quang Hải. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc Nguyễn Quang Hải chắc chắn sẽ ở lại Việt Nam. Hiện nay, câu lạc bộ Công an Hà Nội rất muốn giữ chân Nguyễn Quang Hải và mong anh gắn bó trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, đội bên chưa đạt thỏa thuận về lương, phí lót tay và nhiều điều khoản khác. Chính nhà vô địch V-League 2023 sẽ đối diện với sự cạnh tranh rất lớn từ các đội bóng có tiềm lực tài chính mạnh như Bình Dương và Nam Định. Cả hai đội bóng này sẵn sàng chi đậm để chiêu mộ các ngôi sao hàng đầu, kể cả Nguyễn Hoàng Đức trong trường hợp cầu thủ này rời thể công Viettel. Đối với Quang Hải, lựa chọn đội bóng nào là quyết định khó khăn cho tiền vệ này. Urawa Red Diamond xanh tiếng hơn nhưng mức độ cạnh tranh khốc liệt. Một tiền vệ khác đến từ Đông Nam Á là Ekanit Pania mới chỉ đá 55 phút trong 6 trận đấu tại Gia Lai dù 1. Với Consadole Sapporo, đội bóng này xếp thứ 19 và có nguy cơ xuống hạng. Tuy nhiên, cơ hội ra sân của Quang Hải sẽ lớn hơn nhiều. Consadole Sapporo có sự phục vụ của tuyển thủ Thái Lan Supachok Sarachat. Anh đã 11 trận, còn một bàn thắng 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công. Đáng chú ý, Supachok còn là chân kiến tạo số 1 của đội bóng này. Sau lần xuất ngoại không ưng ý tại Pháp, Quang Hải sẽ phải suy nghĩ rất kỹ điểm đến tiếp theo của mình. Ở tuổi 27, đây sẽ là thời điểm hoàn hảo nhất và cũng là cơ hội lớn nhất để Nguyễn Quang Hải có thể thành công bên ngoài biên giới Việt Nam. Tất cả đều cảm nhận được khát khao rất lớn của ngôi sao này. Nhưng để thành công, anh cần có sự tổng hòa của nhiều yếu tố, trong đó có một biến đổi thích hợp. Cựu vô địch Thái Lan muốn chiêu mộ tiền đạo tuyển Việt Nam. Đội bóng tại Thái Lan gửi đề nghị đến Phạm Tuấn Hải và đại diện với mong muốn đưa tiền đạo này sang Thái Lan thi đấu. Theo một tin của VTC News, Bộ Hàng không United rất muốn có được sự phục vụ của Phạm Tuấn Hải. Thông qua các mối quan hệ tại Việt Nam, nhà vô địch Thái Lan 2016 gửi đề nghị ký hợp đồng đến tiền đạo sinh năm 1998. Đội bóng này sẵn sàng trả mức lương rất cao. Tuy nhiên, khoản phí ký hợp đồng còn gọi là lót tay của đội bóng Thái Lan thấp hơn con số Hà Nội FC sẵn sàng chi ra để giữ chân Tuấn Hải. Hiện nay, Tuấn Hải sắp ký vào bản hợp đồng mới có thời hạn 3 năm với đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, trong dọc đường mới này, Tuấn Hải vẫn mong muốn được Hà Nội FC tạo điều kiện xuất ngoại trong tương lai. Do đó, Bộ Hàng không United vẫn còn cơ hội nếu chi đủ số tiền để mượn Tuấn Hải và trả lương thưởng cho anh. Trong quá khứ, Bộ Hàng không United từng chiêu một tuyển thủ Việt Nam. Đội bóng này chi nhiều tiền để mua đứt Đặng Văn Lâm từ câu lạc bộ Hải Phòng. Sau vài mùa giải phát chính tại Thái Lan, Văn Lâm sang Shirezo Osaka thi đấu trước khi quay lại V-League chơi cho câu lạc bộ Bình Định. Tuấn Hải là ngôi sao đang có phong độ cao và lọt vào tầm ngắm của Bộ Hàng không United. Trong 3 năm thi đấu cho đội bóng thủ đô, Tuấn Hải ghi 26 bàn thắng tại V-League. Màn trình diễn chói sáng của tiền đạo quê Hà Nam được thể hiện ở AFC Champions League 2023-2024. Anh ghi 4 bàn, giúp câu lạc bộ Hà Nội có được 2 chiến thắng ở vòng bảng trước Urawa Red Diamonds và Wuhan Krithao. Tuấn Hải giành danh hiệu quả bóng bạc Việt Nam 2023. Danh hiệu cá nhân là sự ghi nhận cho đóng góp và nỗ lực của ngôi sao Hà Nội FC. Ở bình diện đội tuyển quốc gia, Phạm Tuấn Hải ghi bàn vào lưới Nhật Bản, được xem là trụ cột dưới thời huấn luyện viên Philippe Chaussier. Trong trận đại của ông Kim Sang-sik, Tuấn Hải được tung vào sân từ băng ghế dự bị ở cả hai trận. Anh ghi bàn ở cả hai lần được trao cơ hội. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam bị loại khỏi vòng loại thứ World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuấn Hải và đồng đội phải thi đấu vòng loại thứ 3 ASEAN Cup 2027.